Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với mọi người con chó móc và con chó sù. Chó sù đen nhà mình nha. Chó móc này thì nhà ở trước đó, kế bên đó, nó phản chủ nó qua đây nha. Lý do phản chủ là cái bà đó đánh nó quá. Lúc mà đánh nhiều lần thì nó chịu không nổi thì nó chạy qua đây nó ở dưới nhà bên đây. Đó cũng là cái duyên số thôi. Thì con chó móc này thì nó cũng rất là ghét bà đó. Bà đó cũng chả ưa gì nó hết. Nếu mà lâu lâu đi ra ngoài trước á, thì hay bị đánh, hay bị bà đó đánh. Còn con này là con chó sù. Chó sù này thì nó đi cắn lộn quá rồi, giờ nó bệnh luôn, nằm không biết sống chết, bỏ ăn bỏ uống. Để sau này mình quay về nó nhiều nha. Còn bây giờ hiện tại giờ nó nằm chỗ vậy đó, không ăn muốn luôn. Đây sụp ốm rồi, lúc trước nó có da thịt nó mập nha, nó cũng lớn tuổi rồi, già vậy chứ hăng lắm, đi ăn lộn tối ngày. Con sù này thì nó cũng không có phá gì, trước nó sủi dữ lắm mà bây giờ đi càng lớn tuổi nó càng bớt. Còn đây là mấy cái mai sau vườn. Mai này thì trồng có năm trời rồi đó, chỉ lớn nhiêu đây thôi, chết hết mớ rồi. Thì bây giờ hiện tại còn bao nhiêu cây này nè, có chừng vài chục cây thôi, dưỡng để tới mùa mưa này đem ra ngoài đất trồng. Nếu mà sống thì nó vượt lên nó phát triển. Còn cái video mình đang đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau.